Kết thúc chương 1, chúng ta sẽ bắt đầu cùng nhau ôn luyện lại các kiến thức trọng tâm. Nội dung luyện tập chương 1 gồm có 2 phần. Phần thứ nhất, chất, nguyên tử, nguyên tố hóa học, phân tử. Các em có thể xem lại bài luyện tập 1 và bài luyện tập ở tuần 4. Phần 2 là ôn tập về công thức hóa học và hóa trị. Các em cần xem bài luyện tập 2. Ở bài công thức hóa học, chúng ta có các dạng bài tập sau. Xác định đơn chất, hợp chất. Cần nhớ, đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học, nên công thức hóa học của đơn chất chỉ gồm một ký hiệu hóa học. Còn hợp chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên, nên công thức hóa học của hợp chất sẽ gồm hai ký hiệu hóa học trở lên. Phân biệt nguyên tử, phân tử. Cần nhớ, người ta dùng ký hiệu hóa học để biểu diễn nguyên tố và chỉ một nguyên tử của nguyên tố đó. Còn công thức hóa học dùng để biểu diễn chất và chỉ một phân tử của chất đó. Nội dung thứ 3, viết công thức hóa học. Cần nhớ, công thức hóa học của đơn chất sẽ có dạng A hoặc AX, còn công thức hóa học của hợp chất sẽ có dạng AXBY hoặc AXBYCZ, v.v. Tính phân tử khối. Phân tử khối là khối lượng của phân tử được tính bằng đơn vị carbon và bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử có trong phân tử. Dạng bài tập cuối cùng là nêu ý nghĩa của công thức hóa học. Từ công thức hóa học, chúng ta sẽ biết được 3 ý về chất. Thứ nhất, nguyên tố tạo nên chất. Thứ hai, số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử chất. Và thứ ba là phân tử khối của chất. Bài tập 1 yêu cầu xác định giải chất chỉ gồm các đơn chất phi kim. Để làm bài tập này, các em cần phân biệt được đơn chất kim loại và đơn chất phi kim bằng cách ghi nhớ công thức hóa học của các đơn chất kim loại và các đơn chất phi kim. Dựa vào đó, chúng ta thấy ở lựa chọn A, K là biểu diễn cho kim loại. Lựa chọn C, có Ca biểu diễn cho kim loại. Lựa chọn D, có Mg và Ba biểu diễn cho kim loại. Như vậy, lựa chọn phù hợp là B. Câu 2. Giải công thức hóa học chỉ gồm hợp chất. Cần nhớ, hợp chất là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên, nên công thức hóa học của hợp chất sẽ gồm hai ký hiệu hóa học trở lên. Dựa vào điều đó, chúng ta thấy đáp án C là phù hợp. Để làm được bài tập 3, các em cần nhớ, để biểu diễn cho số nguyên tử thì người ta dùng ký hiệu hóa học, còn để biểu diễn cho số phân tử thì người ta dùng công thức hóa học. Ba nguyên tử iron là 3Fe, 6 nguyên tử calcium là 6Ca, 2 phân tử hydrogen. Các em cần nhớ, phân tử hydrogen gồm 2 nguyên tử hydrogen trong một phân tử, nên công thức hóa học của phân tử hydrogen là H2. 2 phân tử hydrogen, chúng ta viết 2H2. Vậy đáp án phù hợp sẽ là câu C. Câu 4. Cần xác định Cl2 là công thức hóa học. Công thức hóa học là biểu diễn chất và chỉ số phân tử của chất. Vậy 3Cl2 là 3 phân tử chlorine. C là ký hiệu hóa học. Ký hiệu hóa học là biểu diễn nguyên tố và chỉ số nguyên tử. Vậy 2C là 2 nguyên tử carbon. Chọn đáp án A. Câu 5. Công thức hóa học của khí oxygen là O2, của phosphorus đỏ là B, của aluminium là Al. Đáp án D. Công thức hóa học của potassium phosphate, phân tử gồm 3 nguyên tử K, 1 nguyên tử B và 4 nguyên tử O. Số nguyên tử sẽ được chuyển thành chỉ số. Chỉ số là con số nhỏ viết dưới chân ký hiệu hóa học.
nên công thức hóa học phù hợp sẽ là K3PO4. Câu 7. Phân tử khối của Al2SO4 3 lần là. Phân tử khối là khối lượng của phân tử được tính bằng đơn vị carbon và bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử có trong phân tử. Với hợp chất Al2SO4 3 lần này, chỉ số của Al là 2, tức là chúng ta có 2 nguyên tử Al trong một phân tử. Còn nhóm SO4 được bỏ vào ngoặc, chỉ số 3 viết bên ngoài, có nghĩa là số nguyên tử của nhóm sẽ được nhân 3 lần lên. Cụ thể, chỉ số của S không ghi là 1, nhân với chỉ số nhóm là 3, vậy chúng ta có 3 nguyên tử S. Chỉ số của O là 4, nhân với chỉ số nhóm là 3, vậy chúng ta có 12 nguyên tử O. Nên, phân tử khối của Al2SO4 3 lần sẽ bằng khối lượng của 2 nguyên tử Al cộng cho khối lượng của 3 nguyên tử S cộng cho khối lượng của 12 nguyên tử O. Lấy 2 x 27 cộng 3 nhân cho 32 cộng 12 x 16. Chúng ta được lựa chọn phù hợp là câu A. Câu 8. Hợp chất B2OY có phân tử khối là 142. Giá trị của Y là bao nhiêu? Với B2OY, phân tử khối của nó sẽ bằng khối lượng của 2 nguyên tử B cộng cho khối lượng của Y nguyên tử O. Phân tử khối của nó là 142, có nghĩa là khối lượng của 2 nguyên tử B cộng cho khối lượng của Y nguyên tử O bằng 142. Chúng ta có 2 x 31 cộng Y x 16 bằng 142. Xác định được Y bằng 5. Chọn đáp án C. Từ công thức hóa học BaNO3 2 lần, chúng ta biết được chất tạo nên từ các nguyên tố barium, nitrogen, oxygen. Trong một phân tử chất có một nguyên tử barium, 2 nguyên tử nitrogen, 6 nguyên tử oxygen. Do đó, chọn đáp án 3 ý trên đều đúng. Kiểm chứng lại với phần phân tử khối. Với công thức BaNO3 2 lần, phân tử khối được tính như sau. Chúng ta sẽ lấy khối lượng của một nguyên tử Ba cộng cho khối lượng của hai nguyên tử N cộng cho khối lượng của 6 nguyên tử O. 137 cộng 2 nhân 14 cộng 6 nhân 16 sẽ bằng 261. Từ công thức hóa học CaOH 2 lần, chúng ta biết trong một phân tử của chất sẽ có một nguyên tử Ca, hai nguyên tử O và hai nguyên tử H. Đáp án phù hợp là đáp án B. Chú ý, chỉ số của Ca không ghi là 1 nên chúng ta có một nguyên tử calcium. Nhóm OH bỏ vào ngoặc, chỉ số của nhóm là 2, như vậy số nguyên tử bên trong nhóm sẽ được nhân 2 lên. Cụ thể, chỉ số của O không ghi là 1 nhân chỉ số nhóm là 2, vậy chúng ta có 2 nguyên tử oxygen. Chỉ số của H không ghi là 1 nhân với chỉ số nhóm là 2 nên chúng ta có 2 nguyên tử hydrogen. Với bài hóa trị, chúng ta có các dạng bài tập như sau. Thứ nhất, xác định hóa trị của nguyên tố dựa theo hóa trị của H là đơn vị và hóa trị của O là hai đơn vị. Nêu khái niệm hóa trị và quy tắc hóa trị. Dựa theo quy tắc hóa trị, chúng ta có thể tính hóa trị của nguyên tố, lập công thức hóa học, xác định công thức hóa học là đúng hay sai. Để xác định hóa trị của các nguyên tố khác, dựa theo hóa trị của nguyên tố hydrogen, các em cần nhớ một nguyên tử nguyên tố khác liên kết với bao nhiêu nguyên tử hydrogen thì sẽ có hóa trị là bấy nhiêu. Ví dụ, ở công thức HCl, một nguyên tử Cl liên kết được với một H nên Cl hóa trị 1. Ở công thức NH3, một nguyên tử N liên kết được với ba nguyên tử H, vậy N hóa trị 3. H2S, S này liên kết được với 2H, vậy S hóa trị 2. CH4, C liên kết được với 4H,
về C hóa trị 4. Nên lựa chọn phù hợp là A. Để xác định hóa trị của nguyên tố khác dựa theo hóa trị của nguyên tố oxygen, các em cần nhớ oxygen hóa trị 2. Trong công thức CO, một nguyên tử C liên kết được với một nguyên tử O. Vậy, khả năng liên kết của C giống với khả năng liên kết của O bằng 2 đơn vị. Trong công thức SO3, một nguyên tử S liên kết được với 3 nguyên tử O. Vậy, S này có khả năng liên kết như 3 nguyên tử O. Vậy, S hóa trị 6. Còn trong công thức N2O, 2 nguyên tử N mới có khả năng liên kết như O bằng 2 đơn vị. Vậy, N hóa trị 1. SiO2, một nguyên tử Si liên kết được với 2 nguyên tử O. Nên, Si có khả năng liên kết như 2O bằng 4 đơn vị. Đáp án phù hợp là đáp án B. Để làm được câu 13, các em cần học thuộc hóa trị của các nguyên tố thường gặp. Khi đó, dễ dàng chọn được đáp án phù hợp là câu C. Ba, Mg, Fe, Ca đều có hóa trị 2. Trong công thức AXBI, gọi A nhỏ là hóa trị của nguyên tố A, B nhỏ là hóa trị của B. Vậy quy tắc hóa trị sẽ là X nhân A bằng Y nhân B. Đáp án B. Để tính hóa trị của nguyên tố A trong hợp chất Fe2O3, gọi A nhỏ là hóa trị của Fe, biết O hóa trị 2. Để tính A, chúng ta sẽ nhẩm bằng cách lấy hóa trị của O nhân với chỉ số của O chia cho hóa trị của Fe, có nghĩa là A sẽ bằng 2 nhân 3 chia 2 bằng 3. Đáp án C. Tương tự, chúng ta có thể nhẩm được hóa trị của Cu và Fe trong hợp chất CuSO4 và Fe2SO4 3 lần. Biết SO4 hóa trị 2, chỉ số của SO4 không ghi là 1. Chỉ số của Cu cũng không ghi là 1. Nên, để tìm hóa trị của Cu, chúng ta sẽ lấy hóa trị của SO4 nhân cho chỉ số của SO4 chia cho chỉ số của Cu. 2 nhân 1 chia 1 là 2. Đó là mẹo nhân dọc chia ngang để xác định nhanh hóa trị. Vận dụng cho Fe2SO4 3 lần. Biết SO4 hóa trị 2, nhân dọc chia ngang là lấy hóa trị của SO4 nhân cho chỉ số của SO4 chia cho chỉ số của Fe. Tức là 2 nhân 3 chia 2 bằng 3. Vậy hóa trị của Fe là 3. Nên đáp án đúng là D. Hợp chất tạo bởi hai nguyên tố zinc và oxygen. Công thức hóa học sẽ có dạng ZnSOe. Trong đó Zn hóa trị 2, O cũng hóa trị 2, 2 chia 2 tối giản là 1/1. Vậy X bằng 1, Y cũng bằng 1, chỉ số 1 không ghi, nên công thức đúng là ZnO. Trong hợp chất XO, X hóa trị 2, còn trong hợp chất YH3, Y hóa trị 3. Vậy hợp chất tạo bởi X và Y sẽ có dạng X, X, Y, Y. Trong đó X hóa trị 2, Y hóa trị 3. Chúng ta sẽ xác định nhanh công thức hóa học phù hợp bằng cách chuyển chéo hóa trị. Hóa trị của X là 2, vậy chỉ số của Y sẽ là 2. Hóa trị của Y là 3, vậy chỉ số của X là 3. Nên công thức phù hợp là X3Y2. Câu 19 này là hợp chất tạo bởi hai nguyên tố
nitrogen và oxygen sẽ có dạng NHOI, trong đó N hóa trị 4, O hóa trị 2. Tối giản 4 chia 2 được 2 chia 1. Chuyển chéo xuống, chúng ta có công thức phù hợp là NO2. Câu 20. Để xác định công thức hóa học đúng trong giải các công thức hóa học sau, thì các em cần nhớ công thức hóa học đúng là công thức hóa học tuân theo quy tắc hóa trị. Vậy, với công thức Mg2O, Mg hóa trị 2, O hóa trị 2, tích chỉ số và hóa trị của Mg là 2 x 1, tích chỉ số và hóa trị của O là 1 x 2. Hai tích này không bằng nhau, vậy Mg2O là công thức hóa học sai. Tương tự như vậy, lựa chọn thứ hai, chúng ta có Ba hóa trị 2, O hóa trị 2. Chỉ số của Ba không ghi là 1, chỉ số của O cũng không ghi là 1. Nên 1 x 2 và 1 x 2 bằng nhau, BaO là công thức hóa học đúng. Còn công thức Fe2O3, xét Fe hóa trị 3, O hóa trị 2. Chúng ta có 2 x 3 và 3 x 2 bằng nhau, đây cũng là công thức hóa học đúng. H2O là công thức hóa học biểu diễn nước, đây là công thức hóa học đúng. Tiếp theo, Al2O3, Al hóa trị 3, O hóa trị 2, 2 x 3 và 3 x 2 bằng nhau. Na hóa trị 1, Cl hóa trị 1, 1 x 1 và 1 x 1 cũng bằng nhau. Trong công thức CO2, xét C hóa trị 4, O hóa trị 2, chúng ta có 1 x 4 và 2 x 2 bằng nhau, đây cũng là công thức hóa học đúng. Vậy, đáp án phù hợp là đáp án C. Giải 2 và giải 3 gồm các công thức hóa học viết đúng. Nếu các em nhanh mắt, có thể nhìn ra được ở giải 4, Ca hóa trị 2, Cl hóa trị 1. Vậy 1 x 2 và 1 x 1 không bằng nhau, vậy công thức này sai. Chúng ta sẽ xác định được lựa chọn nhanh hơn. Các em xem kỹ các bài giảng, ghi chép các nội dung chính, thực hiện đầy đủ các bài tập theo hướng dẫn của giáo viên, chuẩn bị kiểm tra đánh giá giữa kỳ. Chúc các em học tốt!